Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình xin tiếp tục review cho mọi người xem về ống Titan GR2 nha mọi người. Phi 20 đường kính ngoài và đường kính trong là 15.9 nha mọi người. Độ dày của thành ống là 2mm nha mọi người. Sau đây mình sẽ cắt và đóng gói gửi bưu điện cho khách nha. Mọi người chúng ta có thể nhìn thấy những tia sáng trắng khi chúng ta dùng đá để cắt kim loại titan nha mọi người. Đây là phôi sau khi mình đã cắt xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đóng gói và mang ra bưu điện. Thường thì bưu điện sẽ yêu cầu chúng ta phải đóng gói kín hết hàng nha mọi người. Không được để lộ hàng thì bưu điện mới chấp nhận gửi hàng cho chúng ta. Mình cũng xin được dừng video ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem video của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau nhé.